Hà Nội lập đỉnh mới với 2.811 ca Covid-19. Cà Mau xuất hiện vùng xanh, không còn vùng đỏ và cam. Hà Nam phát hiện hơn 1.300 F0 ở khu vực phong tỏa và tại nhà. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin dịch bệnh Covid-19 của kênh tin tức Việt. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên nhiều tỉnh thành. Chúng ta hãy cùng nhau làm tốt một nhiệm vụ tuy nhỏ bé nhưng hiệu quả trong phòng chống dịch, đó là hãy ở nhà, không ra đường khi không có việc cần thiết, cùng nhau đẩy lùi corona. Sau đây mời quý vị cùng cập nhật tin tức Covid-19 nóng nhất. Ngày 9 tháng 1, Hà Nội thêm 2.811 ca COVID-19. Đây là số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay tại thành phố Hà Nội. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, hôm nay thành phố ghi nhận 2.811 ca COVID-19 tại 405 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Cũng theo CDC Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Đống Đa 136 ca, Hai Bà Trưng 123 ca, Bắc Tử Liêm 112 ca, Ba Đình 105 ca, Hà Đông 102 ca, như vậy, số ca mắc của thủ đô trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 70.958 ca. Từ ngày 5 tháng 1 đến nay, thành phố luôn ghi nhận số ca mắc vượt 2.500 ca mỗi ngày và cũng dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm. Dịch tại thủ đô được nhận định là diễn biến phức tạp với số ca mắc sẽ liên tục tăng. Trong cuộc họp giao ban, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, ba giải pháp chính để phòng chống dịch COVID-19 hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vaccine, cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cũng nhận định, những ngày gần đây, số ca F0 tiếp tục tăng, trong đó khoảng 30% là các ca ngoài cộng đồng. Dự báo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tăng cường tuyên truyền để phát huy tinh thần chủ động phòng chống dịch của người dân và hệ thống chính trị ở cơ sở các địa phương duy trì sẵn sàng ở mức cao nhất với phương châm bốn tại chỗ, tránh để tình trạng trông chờ cấp trên đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình, bao gồm cả việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, túi thuốc AB. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã nâng cao năng lực quản lý điều hành công tác phòng chống dịch. Trước mắt giả soát lại quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo điều hành thông suốt xuống tận phường, xã, thị trấn. Đây là vấn đề mấu chốt để tránh xảy ra tình trạng lúng túng trong việc hỗ trợ phục vụ người dân. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Từ ngày 10 tháng 1, tỉnh Cà Mau có 95 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc vùng vàng, 6 đơn vị thuộc vùng xanh và không còn đơn vị thuộc vùng đỏ cam. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng ban hành quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 10 tháng 1, tỉnh sẽ có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2 vùng vàng, 6 đơn vị thuộc cấp độ 1 vùng xanh, Đặc biệt, Cà Mau không còn xã phường thị trấn nào thuộc cấp độ 4 vùng đỏ và cấp độ 3 vùng cam. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Cà Mau ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 8 tháng 1 năm 2022, Cà Mau ghi nhận 42.693 ca mắc COVID-19, 32.328 ca điều trị khỏi và qua đời 223 người. Hiện có hơn 10.200 người đang được điều trị, trong đó hơn 8.200 ca COVID-19 điều trị tại nhà. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới ở Cà Mau liên tục giảm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch tỉnh Cà Mau, hiện tại số lượng oxy lỏng và các túi thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đang còn rất ít so với nhu cầu thực tế. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Vào tối ngày 9 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố thêm 98 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 50 F0 được phát hiện trong các khu phong tỏa và tại nhà. Các trường hợp còn lại ghi nhận ở khu cách ly tập trung và thông qua sàng lọc y tế. Lũy kế trong đợt dịch mới từ ngày 19 tháng 9 đến nay, tỉnh Hà Nam ghi nhận 3.195 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã. Trong số đó, 1.341 trường hợp phát hiện ở khu phong tỏa tại nhà, 745 trường hợp phát hiện tại các khu cách ly, 55 trường hợp tại cộng đồng và 1.054 trường hợp qua sàng lọc tại cơ sở y tế thành phố Phủ Lý là địa phương có số ca mắc cao nhất của tỉnh Hà Nam với 817 trường hợp. Rất nhiều F0 được phát hiện ở khu vực phong tỏa và tại nhà. Trong đợt dịch mới, tỉnh Hà Nam đã phát huy hiệu quả vai trò của 4.709 tổ COVID-19 cộng đồng và 270 chốt liên ngành kiểm soát dịch tại các khu vực giáp danh khu vực phong tỏa, giãn cách, khu cách ly tập trung. Hiện toàn tỉnh Hà Nam còn 3.406 F1 đang cách ly y tế, trong đó 66 người đang cách ly tập trung và 3.340 người cách ly tại nhà. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam tối ngày 9 tháng 1. Ngày 9 tháng 1, có 15.779 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mốc 2.800 ca. Tính từ 16 giờ ngày mùng 8 tháng 1 đến 16 giờ ngày mùng 9 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước, giảm 762 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh thành phố có 10.217 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.811 ca, Hải Phòng 836 ca,

Thanh Hóa 293 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 285 ca, Thừa Thiên Huế 255 ca, Bạc Liêu 237 ca, Lâm Đồng 228 ca, Hậu Giang 195 ca, Hải Dương 175 ca, Quảng Ngãi 171 ca, Vĩnh Phúc 170 ca, Hòa Bình 169 ca, Thái Nguyên 162 ca, Nam Định 157 ca, Cần Thơ 152 ca, Ninh Bình 140 ca. An Giang 140 ca, Trà Vinh 138 ca, Nghệ An 128 ca, Đồng Tháp 127 ca, Quảng Nam 126 ca, Bắc Giang 126 ca, Kiên Giang 120 ca, Phú Thọ 118 ca, Sóc Trăng 117 ca, Bình Dương 117 ca, Thái Bình 113 ca, Điện Biên 105 ca, Đắk Nông 103 ca, Tiền Giang 97 ca, Hà Nam 96 ca, Đồng Nai 95 ca. Bình Thuận 88 ca, Quảng Bình 74 ca, Yên Bái 73 ca, Bắc Cạn 71 ca, Quảng Trị 63 ca, Hà Tĩnh 54 ca, Lào Cai 47 ca, Tuyên Quang 46 ca, Ninh Thuận 41 ca, Lai Châu 41 ca, Sơn La 38 ca, Phú Yên 34 ca, Con Tum 34 ca, Long An 32 ca, Cao Bằng 28 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh giảm 431 ca, Gia Lai giảm 181 ca, Tây Ninh giảm 112 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Bến Tre tăng 169 ca, Bà Rịa Vũng Tàu tăng 92 ca, Hải Phòng tăng 88 ca. Trong ngày, ghi nhận 202 ca qua đời, tại thành phố Hồ Chí Minh có 19 ca, An Giang 21 ca, Long An 15 ca, Đồng Tháp 14 ca, Vĩnh Long 14 ca, Kiên Giang 13 ca, Sóc Trăng 11 ca, Cần Thơ 11 ca, Đồng Nai 10 ca, Tiền Giang 10 ca, Bình Dương 9 ca, Bến Tre 9 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 8 ca, Tây Ninh 5 ca, Hậu Giang 5 ca, Cà Mau 4 ca, Bình Định 4 ca, Trà Vinh 3 ca, Khánh Hòa 3 ca, Bình Thuận 3 ca, Bạc Liêu 3 ca, Đắk Lắc 2 ca, Bắc Ninh 1 ca, Quảng Ninh 1 ca, Huế 1 ca, Gia Lai 1 ca, Đà Nẵng 1 ca, Lâm Đồng 1 ca. Trung bình số ca qua đời ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca. Với số lượng hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Mong rằng quý vị và các bạn hãy cùng nhau cố gắng giữ tinh thần lạc quan, giữ sức khỏe thật tốt, thực hiện nghiêm thông điệp 5K để đẩy lùi dịch bệnh.